Quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là cả cụm loa ngoài của OnePlus 9. Khi điện thoại OnePlus 9 có loa ngoài nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn nữa cũng không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu phần loa ngoài đã lỗi, hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại Di Động Cao Cấp.vn có mọi loại linh kiện trên OnePlus 9 nói chung và phần loa ngoài của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần đến các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn thì tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới loa ngoài, sửa lỗi hỏng loa ngoài trên OnePlus 9, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho quý các bạn. Cảm ơn quý bạn đã xem video từ Di Động Cao Cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của OnePlus 9, địa chỉ nhận sửa điện thoại OnePlus 9 hàng đầu hiện nay.